Xin chào tất cả các em. Chào. Tiết học ngày hôm nay, các em tiếp tục ôn cho cô chủ đề bài thể dục phát triển chung. Tiết 9 và 10, các em sẽ ôn cho cô các động tác từ 1 đến động tác 35. Về yêu cầu của bài học ngày hôm nay, cô yêu cầu các em cần biết và thực hiện được từng động tác hoặc là cả bài tập tương đối chính xác, đúng nhịp, đúng phương hướng và đúng biên độ. Yêu cầu số 2 là các em cần biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện sức khỏe của mình. Bây giờ các em sẽ vào nội dung của bài nhé. Đầu tiên là các em sẽ đứng ở tư thế chuẩn bị, hay còn gọi là tư thế cơ bản. Đó là các em sẽ đứng nghiêm, không căng thẳng, mắt nhìn về phía trước, hai tay áp sát hai bên đùi. Ở nhịp 1, các em sẽ nâng tay trái dang ngang, tay phải đưa về trước, hai bàn tay sắp, mắt nhìn theo bàn tay trái. Ở nhịp 2, các em sẽ đưa tay phải sang ngang, đồng thời xoay hai cổ tay thành bàn tay ngửa, vươn ngực, mắt nhìn về trước. Các em hãy quan sát cho cô hình số 3 và hình số 4. Ở nhịp số 3, các em sẽ đưa hai tay ra trước, lòng bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tiếp theo nhịp số 4, các em sẽ kiển gót chân, khuỷu gối, hai gối khép lại, hai bàn tay chống hông, thân trên thẳng, mắt nhìn về phía trước. Nhịp 5, các em sẽ đứng thẳng, đồng thời đưa chân trái sang trái, lên cao, chân và mũi bàn chân duỗi thẳng ngang gối, chân phải thẳng, cả bàn chân chạm đất, mắt nhìn mũi bàn chân trái. Về nhịp 6, các em sẽ về tư thế như nhịp 4. Nhịp 7, sẽ về như nhịp 5, nhưng đổi chân. Ở nhịp 8, các em sẽ thu chân về như tư thế đứng thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn trước. Nhịp 9, các em sẽ bước chân trái sang bên rộng hơn vai, hai tay đưa ra trước, sang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn bàn tay trái. Nhịp 10, các em dùng trọng tâm vào chân phải, chân trái duỗi thẳng, mũi chân chạm đất, nghiêng lườn sang trái, tay trái chống hông, tay phải duỗi thẳng, hơi ép nhẹ vào tai. Tiếp theo là nhịp 11. Nhịp 11, các em sẽ về như nhịp 9, mắt nhìn về phía trước. Nhịp 12, sẽ như nhịp 10, nhưng đổi bên. Nhịp 13, như nhịp 11, nhưng bàn tay sắp. Nhịp 14, các em sẽ gập thân, hai chân thẳng, vỗ hai tay vào nhau sát mặt đất. Cúi đầu, mắt nhìn theo hai bàn tay. Nhịp 15, nâng thân lên một chút, sau đó gập thân, vặn mình sang trái, tay phải chạm vào bàn chân trái, tay trái duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu, mắt nhìn theo bàn tay phải. Nhịp 16, các em sẽ nâng thân, sau đó gập thân, vặn mình sang phải, tay trái chạm vào bàn chân phải, tay phải duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu, mắt nhìn theo bàn tay trái. Và ở nhịp 17, các em sẽ về như nhịp số 13. Nhịp 18, quay 90 độ sang trái, dùng trọng tâm vào chân trái, chân phải phía sau, mỗi chân chạm đất, tay phải thẳng đưa xuống thấp, ra trước, cùng tay trái giơ cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt hơi ngửa, mắt nhìn theo tay. Và nhịp số 19, các em sẽ đá chân phải lên cao, chết sang trái, mũi chân duỗi thẳng, chân trái kiển gót, đồng thời vặn mình sang phải, hai tay giữ thẳng, đánh từ trên cao ra trước, xuống thấp, rồi ra sau, chết sang phải.
Nhịp 20, các em sẽ về tư thế như nhịp 18. Nhịp 21, quay 90 độ sang phải thành đứng hai chân rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàn tay sắp, mắt nhìn về trước. Nhịp 22, các em sẽ về như nhịp 18, nhưng đổi bên. Nhịp 23, như nhịp 19, nhưng đổi bên. Nhịp 24, về tư thế như nhịp 22. Nhịp 25, quay sang trái, về như nhịp 21. Nhịp 26, bước chân trái sang ngang, rộng hơn vai, sau đó khuỵu gối, dồn trọng tâm nhiều vào chân trái, chân phải thẳng, mũi chân chạm đất, thân thẳng, hai tay đưa ra trước song song, cao ngang vai, bàn tay sắp, mắt nhìn theo tay. Nhịp 27, thu chân trái về với chân phải thành đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sắp, mắt nhìn trước. Nhịp 28, các em sẽ bước chân phải sang ngang rộng hơn vai, sau đó khuỵu gối, dồn trọng tâm nhiều vào chân phải, chân trái thẳng, mũi chân chạm đất, thân thẳng, hai tay đưa ra trước song song, cao ngang vai, bàn tay sắp, mắt nhìn theo tay. Nhịp 29, thu chân phải về với chân trái thành đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sắp, mắt nhìn trước. Nhịp 30, các em sẽ đưa hai tay xuống dưới sát thân, ra trước, lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, hai chân kiển gót, mặt ngửa, mắt nhìn theo tay. Nhịp 31, hai tay bắt chéo trước mặt, đưa xuống thấp thành chết sau, khuỵu gối, thân hơi gập, mắt nhìn trước. Và nhịp 32, các em sẽ bật người lên cao, thân căng, tay chết chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mũi chân thẳng, mặt hơi ngửa. Và ba nhịp cuối cùng của bài thể dục phát triển chung, đó là nhịp 33, nhịp 34 và nhịp 35. Ở nhịp 33, các em sẽ tiếp đất, khuỵu gối trên hai nửa trước bàn chân để giảm chấn động. Hai tay đưa ra trước song song, bàn tay sắp, mắt nhìn theo tay. Ở nhịp 34, các em sẽ đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sắp, mắt nhìn về trước. Và nhịp cuối cùng là nhịp 35, các em sẽ trở về tư thế cơ bản, đó là hai chân khép chặt, hai tay ép sát hai bên đùi, thân người thẳng, mắt nhìn về trước. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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
Vừa rồi là các em đã xem xong hoàn thiện của bài thể dục phát triển chung gồm 35 động tác. Và ở bài thể dục này có một số sai lầm các em thường mắc như sau. Đó là các em đưa tay không đúng phương hướng ở nhịp 1, nhịp 2, 3, 9, 11, 17 và nhịp 21. Hoặc các em không quay đủ 90 độ ở các nhịp 18, 20, 22 và 24.
và các em để cả chân trụ chạm đất, mũi chân lăn không duỗi thẳng ở nhịp 19 và nhịp 23. Về cách sửa, thì các em hãy nhìn kỹ các động tác mẫu trong bài học cùng với video minh họa. Và các em tập nhiều lần ở những nhịp sai cho đến khi các em thực hiện đúng mới chuyển sang các nhịp tiếp theo. Phần bài tập về nhà thì các em hãy tập hoàn thiện cho cô bài thể dục phát triển chung gồm 35 động tác tại nhà. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn tất cả các em đã theo dõi tiết học này. Xin chào các em, hẹn các em vào tiết học tiếp theo.